Chào ngày mới. Chúc quý vị và các bạn ngày mới tốt lành. Đường DE6 và đường NE2 ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đường này là đường DE6 đây. Đây à? Đường này là đường DE6. Anh kia là đi vào rừng kìa. Đấy. Đấy là đi vào rừng đấy. Còn bên đây là công ty xí nghiệp. Đấy, các công ty đấy. Đường này là đường vành đai 4. Đường này là đường vành đai 4. Đấy, đường xe máy đang đi này là đường vành đai 4. Đi theo cái hướng này thì đi sang bên là Mỹ Phước 4, Đại học Việt Đức. Ra ngoài gặp quốc lộ 13 rồi e có lắc. Đấy, đi ăn ti ăn điền. Thế còn đi theo hướng này. Đường này là đường sâu vào nhỉ? Khu công nghiệp. Đấy, đường nội bộ ở trong khu công nghiệp. Đấy, sáng nay đổi gió đi theo cái hướng này để chia sẻ tới quý vị và các bạn trên giải trí S một số hình ảnh rõ nét trung thực về khu công nghiệp Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Chưa sáng ra đi marathon ở khu vực này nó không được hợp lý cho lắm. Đấy, nhà máy công ty nó hoạt động nó ồn lắm. Nên là mình hay đi vào rừng ở thế. À, cái đường này thì đến đây là đấy, đây là hết. Thế này là hết đường nhựa nên là người ta sẽ đánh dấu đây. Ở cái góc đường ở cái góc đấy là có rừng hay là mình hay đi vào rừng cho nó yên tĩnh. Chứ đi ở khu vực này thì nó ồn lắm. Đi cái đường này là sang bên ấy là sang quốc lộ 14 được. Rồi đến cái chỗ này, đến cái chỗ này. Đến cái chỗ nhà máy này là hết cái khu công nghiệp Mỹ Phước 3, sang bên đường đất bên kia, sang bên nhà đấy là nhà của dân bản địa người ta ở bên đấy. Giờ mời quý vị và các bạn sang bên đây xem nhà dân bản địa ở bên đấy nhé. Nhà dân bản địa ở bên đấy trước tiên là đất rộng lắm, nhà nào cũng như nhà nào, có nhà gần vài cái đồi cao su. Đây, công ty này có limited này. Mưa thì trắng mà nắng thì thâm. Đấy là những kinh nghiệm đi đêm, đi buổi tối ở đường. Đấy, lên dốc. Đấy, xuống dốc. Đấy, ở đây là lên trên dốc. Sớm ra có những cái người bán hàng sớm bánh nhà thư này. Này, cà phê sữa đá này. Này. Đây sao bên đây hết rồi, bên đây là nhà dân bản địa ở bên đây này. Đấy, hãy coi con đường này là con đường coi như là công ty xí nghiệp, và đến đây là hết nhá. Sang bên đường méo bên đường bên đây là nhà dân bản địa.
Bây giờ vào trong này nhá, đi vào cái lối này để cho quý vị và các bạn xem nhà dân bản địa ở đây. Đất rất chi là rộng, rất rộng lắm. Nhà nào như nhà nào, rất rộng. Nhiều nhà còn có nhiều đồi cao su. Đây là con mương để rãnh nước thải, xong rồi lấp hết rồi. Đây, xin thưa tới quý vị và các bạn, đây là cái tuyến đường này, là cái tuyến đường dân bản địa ở đây. Đấy. Đây. Vườn người ta đang đang trồng trồng bầu trồng bí gì đấy, hệ thống tưới nước tự động vài kìa. Đây. Đấy, đất rộng rãi thế này, nhưng mà cái đất này là người ta cải tạo là nhiều năm rồi, chứ còn đất ở Bình Dương, đất ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 mà để mà trồng được bầu bí mướp này là không hề đơn giản đâu. Đất như ở chỗ của mình là đất đỉnh đồi, coi như là xe beng chọc xuống còn tóe lửa rồi. Đất ở Mỹ Phước 3 này thì hợp với đu đủ, đu đủ là hợp với lại hợp với cây cao su, hợp với lại na, hợp với mít, đấy mấy cây đấy thôi, với lại hợp với cỏ. Chứ còn để mà người dân người ta đây, người ta còn trồng được cả ngô này. Ngô này thì không phải là ngô đồng mà ngô này là ngô vườn. Đây này. Đấy, ngô đấy. Để người ta trồng nó như này là người ta ở đây không bao nhiêu năm rồi, người ta cải tạo. Cái đất này giờ nó mới màu mỡ, nó mới tốt như vậy. Hợp nhất đất là hợp nhất là cao su. Nên là trước này người ta đã quy hoạch cao su để trồng cao su. Cao su sau đấy là đến cao su xong là cây cây sao với lại cỏ là hợp. Đây quả trái cần trong tưới gì cả, tự mọc mà tốt. Con rồng như này đây, nhìn người ta đất người ta cải tạo để coi như là đây, bên đây người ta rồng nó lên rồi. Đây này, cái này cái đỗ quả đỗ kìa. Đấy, quả đỗ đấy. Này chắc hàng rào này chắc phải trăng răng dây thẳng lắm này. Nhìn thế này thôi nhưng mà phải dài hàng trăm mét. Xin thưa tới quý vị và các bạn, cái vườn này của người ta, cái vườn rau này của người ta dài hàng trăm mét. Chắc là răng dây thẳng tắp. Đó là một nghệ nhân này. Đấy, nhà dân bản địa đấy. Giờ tiếp tục đi sang đây nhá, em mời mọi người xem. Đấy, nhà dân bản địa đây. Đấy. Nhà này, cái tuyến đường này nhà ai nó giáp nhau chứ sang cái tuyến đường kia. Nhà của người ta cứ cách nhau một cái
nhà cái cách nhau một cái đồi cao su ấy. Đấy, quả rất hợp. Đây, đấy, sang cái nhà này là có rừng cao su nữa. Đấy, rừng cao su đấy. Rừng cao su đấy. Đấy. Đây, rừng cao su đây. Đấy. À, chỉ có rừng bản địa mới có. Nhà lại còn rừng cao su cơ. Này. Rộng lắm, nhà nào cũng như nhà nào. Có nhà thì dừng ở đằng sau, có nhà thì dừng ở đằng trước. Đây, rừng cao su đây. Đấy. Đấy. Đấy, lên đây là đường nhựa rồi. Lên đây là đường nhựa này. Đấy, đường này là đường ra quốc lộ 14 này. Đấy. Bên đây là công ty sinh nghiệp này. Còn bên đây là rừng cao su này. Thôi, thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.